spotter. We're moving to take Olympus. Red's jumping in now. All stations, Olympus Mons is weapons red. Admiral, you need to get to a bunker. They're firing. Riz, I want to die. Tao rồi xong rồi. Chết rồi, cái ông đô đốc Renner của mình bị bắn rồi kìa, đinh mệt. Ui. Thì cái lúc này là sau khi mà ở tiếp tuần trước anh em, thằng này, cái thằng điệp viên nè, nó lấy dao nó móc bụng ra để lấy cái thiết bị á. Thì lúc này cái lực lượng của cái bọn SDF nó tới chế đất rồi và nó bắn chết ông đô đốc Renner của mình luôn rồi. Cho nên là bây giờ mình lên chiếc phi thuyền của mình để tấn công cái phi thuyền của bọn nó nè. Hình như chiếc phi thuyền nó là chiếc Olympus hay sao á. Đâu ra vậy? Bravo team is on the deck. 4-1 exiting the AO. Đây rồi, đồng đội mình tới rồi kìa. Hên quá. Đây bây giờ là mình sẽ tấn công vô cái tổng phi thuyền của bọn nó luôn, Olympus đúng không? Ơi nó bắn kìa, nó bắn kìa, nó bắn kìa. Lũ đáng lên chứ. Chạy kìa. Trời ơi bắn mà chạy. Chạy đâu? Chạy đâu? Dám giết đô đốc của mình. Ui đâu vậy? Ui đâu đây? Đâu 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 vậy? Đâu vậy? Đâu 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 đâu. Mình nó đông thế nhờ. Đông bắn lâu cũng chết thôi anh em ạ. Solo với mình chứ. Rồi solo với mình chứ. Đây. Nè 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 nè. Solo với mình nè, solo với mình nè. Mình làm gì mà cho được thằng nào chạy đâu mà chạy không biết, giết hết. Ôi, má ơi, ném chết. Đóng vậy. Ôi sao cái bộ này mình cảm giác như bắn hoài không hết vậy ta. Ai 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 đau 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 đau. Ôi như là robot là mình bắn vô đầu cái là nó chết liền hay sao ấy. Chạy nữa kìa. Nó nói rồi mình không có chạy đâu mà. À đây có thằng nào robot không để mình hack cho nó coi. Mình quên mất mình có runner để cover nè. Còn là vũ khí xịn sò thôi anh em ạ. Ơi. Không chơi, không chơi, không chơi. Ai? Ai, từ từ xí 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 xí. Ủa cái vải lúa thiệt. Thằng robot định mệnh mày. Bây giờ mình phải lấy cái súng phóng lựu kìa mình mới giết được nó. Đâu rồi cái cây phóng lựu đâu ta? Bình thường mình nhớ đây 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 đây. Mày hết bưởi. Nó đâu rồi, nó đâu rồi, nó đâu rồi anh em. Chạy hộ, chạy hộ. Một viên nữa nè, nữa nè, nè. Hai viên. Ui cái cây này sao nhiều vậy ta? Mình nhớ chỉ có hai viên thôi mà. Ba. Ui nhiều nha. Rồi hết rồi đó, giờ mới hết nè. Từ từ từ, bây giờ mình sẽ đi qua bên kia mình lượm. Ủa. Ui gắt vậy. Ê, chừng nó thấy, ê, chừng nó thấy. Đây, 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 đây. Anh em bình tĩnh, để mình. Trời ơi, dâm ba con robot này. Bắn cục chân mày luôn nè con. Đây nè. Cục chân mày nè con, rồi hết nữa rồi. Đây, cứ bình tĩnh. Anh em cứ đi để mình. Dâm ba con robot này mà. 5% á cưng. Banh sát chưa?
Nè, bôi thiết kế lựu đạn này anh em. Phê. Giờ đi đâu? Ủa, tưởng robot là mình sợ hả? Cái cây này của thằng mấy thằng kia còn có ít đạn à. Vậy là cái ông đô đốc Rainer mà chỉ huy một mình lên dĩa rồi anh em ạ. Đây nè, thằng Cod nè. Mình nghĩ là cái con game con đập protein này về chắc sắp hết rồi anh em ơi. Thì sau khi hết con này là mình sẽ bắt tay vô làm mấy con Resident Evil 8 nha. Cái giá nó sương sương là khoảng 1 triệu 8 anh em ạ. Before he destroys Geneva. Copy. Where are we? In the crew quarters, sir. We'll have to take the long way around. On me. Hey. Olympus is powering back up. They can scuttle now. Let's press. Where to, Ethan? Airlock out to the exterior. Ôi, súng này bắn giật vậy. Ôi, bắn nó giật giả man luôn. Rồi, cây sọc gân rồi, bị lừa rồi. Ừ, hên quá, hai cái súng lục, ngon. Ủa, phải không ta? Đây, hai cái súng lục hay là hai cái SMG nhỉ? Ui da. Wow. Rồi, tập này hoành tráng quá anh em ạ. Ôi. Ôi. We good? Yes, sir. Solid. Trời ơi, sao bên đó toàn là cái súng xịn sò vậy nhờ? Ôi, bên đây toàn súng xịn sò thôi anh em ơi, trời ơi, sao bên mình súng cùi vậy? Phê, trời ơi, bắn phê cực luôn á. Ủa này, bộ bên mà. À, mình lại bị chết thì cái con nhện này nữa rồi, đỉnh mệnh. À, cái chỗ này là mình phải bắn mấy con nhện đây em ạ. Canh chuẩn vô. Anh em bắn phụ đi. Ui, mém chết. Cũng hơi là bình tĩnh đấy. Sau khi chết của ông Đô Đốc bây giờ là mình sẽ đi kiếm thẳng cái thằng chỉ huy bên kia luôn, là thằng Cod luôn em ơi. Hack xem chưa? Lâu vậy? Ethan lâu vậy Ethan? Thì cái con game mà những cái con game mà về hiện đại của Call of Duty anh em, nó sẽ không có cái phím 1, 2 để đổi đâu, mà anh em phải lăn chuột á. Thì nếu anh em nào mà cảm thấy không quen thì anh em có thể vô cái phần cài đặt á, phần phím á, thì anh em để điều chỉnh lại. Mình thì thấy cũng bình thường thôi. Đây. Got eyes on Koch. I'm taking him. Ui, đây rồi, nó đây rồi anh em ơi. Thằng chùm đây rồi. Mình hack con robot để giết thằng này nè. Rồi xong, ngắt đầu nó ra luôn. Ủa sao mình giết chùm dễ vậy ta? Trời
Trời ơi, mình chơi con đầu tiên mình chưa thấy khi nào mà giết chùm đơn giản vậy luôn á. Bây giờ mấy con robot này nó gặp mình nó chào luôn nè, mới ghê chứ. Ui vãi. Ơ chùm. What it takes to win this war. Rồi, xiên luôn. I had what it took to beat you, Koch. Killing me isn't winning. I killed your admiral. Your iron shield is down. Death is no disgrace. Xiên đi, coi chừng nó giấu bom trong người bây giờ. Captain has the con. Marines, take him away. Good work, Captain. Ready to launch on your command, sir. Olympus Mons. Vậy là bây giờ mình chính thức mình chiếm được cái phi thuyền Olympus của bọn nó nè. Và mình cùng cái chiếc phi thuyền của mình là chiếc Retribution đó, là chuẩn bị bay tới cái chỗ mà bọn này đang đóng quân, như là ở Let's do the same to them. What are my orders, sir? You hold here, Gator. Ở sao hỏa? Đúng rồi, như lực lượng của bọn đó trước đây của NDF là nó đóng quân ở sao hỏa đó anh em. Bây giờ mình sẽ dùng hai chiếc phi thuyền của bọn mình tới đó để tiêu diệt hoàn toàn cái lực lượng bên đó luôn. Đây, ôi ôi, sao hỏa đây rồi. Let's clear a path through this defensive screen, then engage it with everything we've got. Activating weapons. Olympus, verify fire status. Nhưng bây giờ là mình sử dụng cái vũ khí mà trước đây cái bọn này nó đã ăn cắp được của bọn mình nè. Ăn cắp cái khẩu súng của bọn mình nè. Targeting is in your HUD, Captain. Go missiles loose. Giữ cực phải. Rồi sau đó bắn đúng không? Sir, you're free to target a capital ship. Spectral cannon is online. Một thằng mày chạy đâu? Đây chính là cái vũ khí, những cái khẩu súng đầu tiên mà bọn mình bị bọn này cướp nên em. Bây giờ mình lấy lại nè, để mình tiêu diệt lực lượng của bọn nó. Hậu các bạn ơi, nhanh lên bạn ơi. Chạy đâu? Mày chạy đâu? Một khi đã full năng lượng rồi thì bắn kinh lắm anh em ạ. À. Ê, cái chiếc này nó chuẩn bị bỏ chạy nè. Nhanh lên. Thôi chạy luôn. Ôi cái súng này bắn phê cực luôn á. Sir, ship is in reserve. Exhaust everything we got. Trời, cứ ra nhiều là mình bắn nhiều à. Cái này anh em phải đợi cho nó full năng lượng nên mới bắn được nha. Chứ không là sẽ cái súng không có tác dụng đâu. Nhiều thế nhờ. Ê, bắt đầu nó bắn mình rồi kìa. Đông quá à. Rồi, mất kết nối rồi. You and I handle the boarding parties. Try to get ordnance control back up. Check. Brooks, Kashima, secure the bridge. Lieutenant. Đẹp giờ đi đâu đây? You got the con. Call sign Metal One. Let's move. Cái phi thuyền lúc này có bộ mình là nó bị hư rồi, hư hỏng nặng rồi đó. Chắc bị bên kia nó bắn bị trúng đạn anh em. Trời ơi, cái khẩu súng của bên địch mình phải công nhận là bắn ngon ghê luôn á. Chả bùi vô súng bên mình gì cả. Chán thật sự. Đây, đạn đây. Mình lấy thêm lựu đạn ra. Bridge, contact and navigation, C6s are dug in. Set that in the control room. Lại được bắn nữa rồi anh em ạ. Ôi bọn này trâu thế nhờ. À mém chết trời. Ê, này phe mình mà.
kiểu như mình bị ám ảnh mấy thằng robot anh em ơi. Mình thấy là mình bắn thôi. Ê, lũ đạn kìa. Mẹ em chết. Cái lũ này. Ui cha. Ai. Thôi bắn. Có thằng bắn rác dưới trời. Nó mặc giáp hay sao á, mình thấy nó bắn lâu chết thế nhờ. Hộ cái, hộ cái. Ê, bắn đâu vậy? Chạy, 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 chạy. Thì ra bọn này nó bắn ở trên à. What's our course of action? We've still got the Olympus Mons. We can use it to ram the shipyard. A direct hit should bring the shipyard down. Solid copy, Captain. So? Panels out. We can open it manually. Ồ, cửa cứng vậy? Kéo, kéo. Hey. Bridge, we are out of options. Lại lơ lửng nữa rồi anh em ơi. Lại cái trò lơ lửng nữa rồi. Ôi lúc này mình phải lấy súng này mình bắn rồi. Đồng thế. Mình phải lựa lựa mình cận chiến mấy này mới được. Từ từ mấy anh ơi. Bắn rác gì mấy cha. Lạc trôi quá, lạc trôi. Hay đúng kiểu lạc trôi luôn rồi anh em ạ. I see him. Raider to main. I need retribution on station for fire support and possible extraction. How copy? Rồi mình chuẩn bị lên phi thuyền nữa gì kìa. Thật luôn. Lại phi thuyền nữa rồi anh em ạ. Gator, go for jump. Defend the lift with guns hot. Roger. 3, 2, 1. Đâu giờ bắn thằng nào ở đâu? Rồi rồi mình thấy nè, thấy mục tiêu nè. Đây đúng không? À nó lại đảo nữa rồi anh em ạ. Ghét cực kỳ luôn á. Một chiếc. Từ từ, từ từ anh em ơi. Mình phải giết 3 chiếc nữa. À nó bắn rồi, nó bắn mình kìa. Đây rồi, đây rồi, thấy mục tiêu rồi. Chạy đâu bạn ơi, chạy đâu. Chạy đâu bạn ơi. Ai? Trời ơi, nó lừa mình kìa. Đừng có đảo nữa. À, ra solo xem nào. Nó đảo kinh quá anh em ơi. Ờ, con nó chạy kìa. Nãy giờ mình mới giết được có 2 chiếc à, không có 1 chiếc à, có 3 chiếc cần phải tiêu diệt luôn anh em ạ. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, chạy đâu, chạy đâu, mày chạy đâu. À, lại đảo. Đảo nó đi.
Đảo nó đi, đảo nó đi, đảo nó đi. Hai chiến. Còn một chiến nữa thôi anh em ơi. Đây rồi, đây rồi, nó đây rồi. Ủa đâu rồi? À đây 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 đây. À, chạy à. À nó chạy nhanh quá. Ô chết rồi. Mình lỡ mình đụng vô chiếc phi thuyền lớn rồi. Thôi mình nó à, bắn cái bọn này phí tên lửa quá anh em ạ. À. Tốn tên lửa cực kỳ luôn á. Tại vậy nó còn cứ bỏ trốn miết à. Chạy không thoát đâu con sâu. Chạy không thoát đâu con sâu, ba em. Còn nữa, bây giờ phải được chơi ba cái phi thuyền lớn nữa hay gì vậy? Bô lao, bô liếu nè. Chết rồi, chết, 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 chết rồi, chết rồi. Xịt khói rồi, xịt khói rồi. Tiền trái kìa, cứu cứu. Ê, có ai cứu không? Yeah. Rồi mình cũng lên dĩa luôn rồi. Ui, thì mình sắp trái rồi kìa. Thằng thời tha rồi. Thằng thời tha lúc mà nó hay cứu mình lắm mà nó rồi. Rồi, lúc này như là mình rớt xuống cái sân cứ của bọn nó rồi anh em ạ. Ok thì cái video của mình cũng đến đây là kết thúc nha. Nếu anh em thấy hay thì nhớ ủng hộ mình nha. Ngày mai mình sẽ làm tiếp tục. Sau khi mà mình hoàn thành xong cái con này là mình sẽ làm tiếp cái con Resident Evil 8 mới ra nha anh em. Ok bye bye anh em.